nói chung là về hình thức tất cả các thứ chất lượng là đến hiện tại là không có cái gì để chê cả. Dù là online thôi nhưng mình cảm thấy là chất lượng là rất là tốt. Mình sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè hơn. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Diễn đang có mặt tại công trình nhà anh Mạnh. Anh Mạnh ơi, anh có thể chia sẻ giúp em là công trình nhà mình địa chỉ ở đâu? Dạ, anh? Em ở thôn Trai Thôn, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vâng ạ. Ok, cảm ơn anh. Dạ. Thì chia sẻ với quý vị là hôm nay Diễn về công trình nhà anh Mạnh thì trước mắt là công trình nhà anh thì công ty em đã thi công hoàn thiện xong cái bộ cửa chính và bộ tủ bếp cho gia đình nhà anh. Dạ. Thì em cũng xin anh Mạnh một chút chia sẻ là cơ duyên nào mà anh tìm đến em Diễn Đông Kính và lựa chọn bên công ty em thi công cái bộ cửa chính cũng như là bộ tủ bếp ạ? Thật ra là mình cũng biết và tìm hiểu qua, biết anh Diễn qua là kênh mạng xã hội TikTok. Vâng. Thì cũng hay thời gian rảnh thì lướt lướt thì thấy là bên mình thi công và lắp đặt cửa nhôm rất là đẹp. Đấy, thì mình tìm hiểu và mình đã trực tiếp liên hệ với bên mình. Dạ vâng. Cũng rất may mắn được anh và trực tiếp thi công. Dạ. Đến hiện tại thì cũng đã hoàn thiện và cảm thấy là rất ưng ý. Bộ cửa chính là anh cũng xem nhiều những cái bộ em thi công ở trên TikTok đúng không anh? Vâng, và thích nhất là màu này. Vâng, đây là màu vân gỗ chắc, rất là nhôm Owin anh ạ. Vâng. Đấy thì qua anh tìm hiểu cũng như là em đến em khảo sát tư vấn cho anh về kích thước của bộ cửa, tổng chiều ngang với lại tổng chiều cao nó sáng bộ cửa thì anh thấy là có đúng như em quảng cáo ở trên TikTok không ạ? Nói chung là về hình thức tất cả các thứ chất lượng là đến hiện tại là không có cái gì để chê cả. Vâng. Rất là tốt. Đấy thì cái màu sắc này thì cũng là một cái màu em nghĩ là phối hợp với lại màu đá của anh cũng như là cái màu tấm ốp của anh thì cũng rất là hợp anh nhỉ. Vâng, vâng. Vâng. Nói chung là dù là online thôi nhưng mình cảm thấy là chất lượng là rất là tốt. Đấy. Ok anh. Đấy sau thì cảm ơn anh. Mình sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều nhá. Thì hy vọng là anh Mạnh thì có thể là giới thiệu giúp em thêm một số khách hàng lựa chọn nếu mà khách hàng yêu thích cái sản phẩm cửa nhôm thủy lực Owin. Dạ vâng, em sẵn lòng thôi. Vâng, ok anh. Vâng. Đấy thì cái sản phẩm bên công ty em thi công về cơ bản là trước khi mà đến khảo sát đi thì công ty nếu mà trường hợp mà anh Mạnh trước khi mà làm móng ấy thì anh cũng có thể là mời công ty về, nhưng mà ngược lại là về cơ bản là chắc là khả năng là anh cũng đã theo dõi cái những cái bộ cửa, kích thước bộ cửa em thi công trong công trình từ trước rồi. Vâng. Đấy bởi vì là em thấy là anh đang để cái kích thước, mặc dù là em đến em khảo sát anh để cái ô chờ sẵn rồi. Vâng. Nhưng mà em thấy là tỷ lệ anh để cũng rất là đẹp ạ. Vâng. Bởi vì là cái tổng chiều ngang cũng như là tổng chiều cao rất là cân đối với cái kích thước của nhà. Tổng kích chiều ngang nhà là anh đang để là bao nhiêu anh nhỉ? Vâng. 5 mét tròn. 5 mét tròn đúng không anh? Vâng. Đấy là bộ cửa nhà anh Mạnh thì hiện tại là Diễn đang để cho anh là kích thước chiều ngang là 3,5 m anh chị nhé, 3,5 m và tổng chiều ngang nhà của anh phủ bì đất là 5 m. Và nếu mà anh chị khách hàng chúng ta nếu mà nhà chúng ta cũng thiết kế là nhà ống và tổng chiều ngang nhà dao động vào khoảng 5 m thì anh chị có thể là lựa chọn cái kích thước. Sau đây thì Diễn cũng sẽ đi sâu vào chi tiết, Diễn sẽ chia sẻ cho anh chị những cái kích thước của cái bộ cửa này lên hoàn thiện nó như thế nào. Rồi cảm ơn anh Mạnh rất nhiều nhá. Chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Và cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhé. Vâng, và bộ cửa nhà anh Mạnh thì tổng chiều ngang phần cửa là anh là Diễn thiết kế là 3,5 m anh chị nhé, 3,5 m tổng chiều ngang. Và cái tổng chiều cao của cái bộ cửa này thì Diễn đang thiết kế là của anh Mạnh là 2,95 m. Và bộ cửa này thì cái phần lọt sáng cửa thì Diễn cũng sẽ thiết kế là vào kích thước lỗ ban số đẹp anh chị nhé. Chiều tổng chiều ngang lọt sáng của bộ cửa này thì Diễn đang thiết kế là 2,65 m lọt sáng. Và tổng cái chiều cao lọt sáng của cái phần ô cửa là 2,62 m. Đó, và những anh chị khách hàng chúng ta đang thiết kế căn nhà của chúng ta với cái tổng chiều ngang diện tích đất là 5 m thì anh chị có thể để cho Diễn là kích thước như Diễn vừa chia sẻ. Đó, và đây là mẫu thiết kế là cho nhà ống phổ thông anh chị nhé. Và sau đây thì Diễn sẽ đi vào đóng mở cho anh chị cùng xem cái cách thức mà Diễn sẽ vận hành cho cái bộ cửa này. Bộ cửa này thì sẽ thiết kế là màu vân gỗ chắc anh chị nhé. Và chúng ta đi ra thì chúng ta sẽ đẩy ra, mà khi mà anh chị đi vào thì chúng ta sẽ đẩy cửa như này.
và anh chị thoát tay thì anh chị sẽ thả tay, nó sẽ tự nó đóng lại đó. Và nếu mà Diễn đi ra thì Diễn sẽ đẩy cái cánh bên tay phải ra anh chị nhé, Diễn đẩy ra như thế này đó. Và bình thường nếu mà nhà anh chị có công có việc thì chúng ta sẽ mở vuông hoặc là mở trách, góc mở 135 độ anh chị nhé. Đó, góc mở 135 độ thì anh chị nhìn cái bộ cửa nó sẽ thông thoáng hơn. Đó, anh chị thấy có đẹp không ạ? Đó, bộ cửa công năng sử dụng rất là tuyệt vời. Đó, và cái kính thì hiện tại là Diễn đang sử dụng là kính hộp nan trang trí hoa đồng quý vị nhé. Đó, chúng ta gạt tay thì ở bên dưới là nó sẽ sử dụng cái bản lề thủy lực. Bản lề sẽ chôn thẳng ở dưới sàn anh chị nhé. Và chúng ta đóng cửa thì chúng ta gạt tay nó sẽ tự nó chạy vào. Đó. Bộ cửa này thì Diễn thiết kế là bản cánh là bản 18 phân. Và khuôn bao là bản 20 phân anh chị nhé. Cánh là bản 18 phân. Và khuôn bao là bản 200. Cái tay nắm của bộ cửa này thì Diễn thiết kế là cái tay nắm dài 1m2. Bởi vì là bộ cửa này với cái khẩu độ chiều cao nó khá là cao. Và Diễn sẽ thiết kế cho khách hàng là sử dụng cái chiều cao là tay nắm là 1m2. Về cái thiết kế của bộ cửa này thì Diễn cũng thiết kế là có phao hai mặt anh chị nhé, phao mặt trong và mặt ngoài. Đó, và đơn giá của cái bộ cửa này thì giá nó vào khoảng bao nhiêu tiền một mét thì Diễn sẽ chia sẻ đến quý vị là giá của bộ cửa nhôm thủy lực Owin, nhôm tiêu chuẩn Đức, phụ kiện Đức đồng bộ, phụ kiện nhập khẩu của Đức đồng bộ thì Diễn sẽ thiết kế là giá nó vào 4.3 triệu đến 4.500.000 đồng trên một mét vuông. Chúng tôi sẽ tính cái phụ kiện riêng anh chị nhé, phụ kiện chôn dưới sàn, hai cái bản lề sàn và hai cái khóa xuống sàn, hai tay nắm và hai ngõng trên, hai ngõng dưới. Đó là cái đơn giá Diễn sẽ thi công cho anh chị khách hàng. Đó, về cơ bản một bộ cửa như thế này thì với kích thước này thì nó vào hơn 50 triệu một bộ cửa anh chị nhé. Có nhiều anh chị khách hàng hỏi Diễn là em ơi, chị nếu mà chị không muốn dùng cái bản lề chôn dưới sàn mà chị muốn dùng cái bản lề treo trên cánh, trên khuôn bao này thì có được không? Thì Diễn xin chia sẻ đến quý vị là năm 2023 công ty Owin mới ra một cái sản phẩm, đó là cái bản lề thì chúng ta có thể treo ở trên khuôn bao này mà chúng ta sẽ không dùng khuôn chôn bản lề chôn dưới sàn nữa. Thông thường đối với những cái bộ cửa thủy lực ấy thì nếu mà anh chị dùng cái bản lề chôn dưới sàn này thì về cái công năng sử dụng nó sẽ tiện lợi hơn anh chị nhé, tiện lợi hơn. Nhưng mà cũng có nhiều anh chị khách hàng là muốn làm cái cánh cửa này nó mở ấp sát sang hai bên tường này thì chúng ta sẽ dùng cái bản lề cối treo ở trên khuôn bao anh chị nhé. Đối với những cái cánh treo trên khuôn bao thì cái bản cánh thì nó sẽ là vào 16 phân anh chị ạ. Bản cánh sẽ là 16 phân. Và cái bản cánh hiện tại là Diễn đang thiết kế là bản 18 phân anh chị nhé. Đây, chúng ta mở vào thì chúng ta cũng thể mở được cái góc mở 135 độ quý vị nhé. Đó, Diễn mở vuông góc như thế này và Diễn có thể mở góc mở 135 độ anh chị nhé. Đó, quý vị thấy không ạ? Bộ cửa đóng mở rất là tuyệt vời. Tất cả những cái sản phẩm cửa nhôm thủy lực Owin thì chúng tôi sẽ trang bị thêm một cái góc đồng ở bên trên góc của cái bộ cửa anh chị nhé. Đây là cách để chúng ta nhận biết sản phẩm cửa nhôm thủy lực Owin chính hãng. Và đối với những cái sản phẩm cửa nhôm thủy lực Owin, về cái bản lề sàn chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị khách hàng lên đến 3 năm thay mới hoàn toàn cho quý vị. Trong thời gian 3 năm anh chị sử dụng mà có vấn đề gì chúng tôi sẽ thay mới cho quý vị hoàn toàn anh chị nhé. Nên là anh chị sử dụng những cái sản phẩm cửa nhôm Owin, nhôm tiêu chuẩn Đức và phụ kiện của Đức đồng bộ thì anh chị cứ yên tâm mà sử dụng. Về phần bảo hành, bảo dưỡng thì quý vị hãy để công ty chúng tôi lo. Đối với những cái sản phẩm cao cấp như thế này thì chắc chắn là phụ kiện kèm theo cũng rất là quan trọng. Nên là anh chị sử dụng đối với những cái bộ cửa chính chúng ta sẽ lựa chọn kính hộp có nan hoa đồng và cái phao trong phao ngoài cũng như là tích hợp cả bản lề của Đức anh chị nhé. Anh chị có thể tiến lại gần xem những cái chi tiết. Chi tiết ở trên cái bộ cửa này thì anh chị có thể thấy là về cái phần đường keo. Về phần đường keo thì anh chị có thể thấy là công ty chúng tôi bắn những cái đường keo nó rất là to và nó đều mịn đẹp anh chị nhé. Đây là một trong những cái mấu chốt rất là quan trọng. Ở trên cái bộ cửa nếu mà đường keo của chúng ta bắn nó nem nhem, nó xấu ấy, thì nó rất là mất thẩm mỹ. Và cái bộ cửa này thì chúng tôi bắn những cái đường keo rất là to quý vị nhé. Đường keo rất là to. Và trên cái cánh này thì anh chị có thể thấy là nó sẽ có thêm những cái nếp nỉ ở giữa.
Nấp nỉ này thì chúng ta sẽ mục đích của nó là sẽ chống bụi cũng như là chống ồn anh chị nhé. Đó, chống bụi ở đây. Bốn xung quanh của cái cánh này, phần bên trên tiếp giáp với khung bao thì nó cũng sẽ có cái nỉ anh chị nhé, có nỉ hết. Nên là chúng ta sẽ yên tâm về cái vấn đề chống chống ồn cũng như là chống bụi. Và bộ cửa chính này thì về cơ bản là cái dòng nhôm cao cấp cũng như là sử dụng những cái phần kính, thì chúng tôi sử dụng kính hộp thì lên bộ cửa nó rất là bệ thế, rất là đẹp anh chị ạ. Và sản phẩm nhôm Owin có bán ở đâu thì hiện tại chia sẻ với quý vị là nhôm Owin có bán trên toàn quốc quý vị nhé. Anh chị ở đâu chúng tôi cũng có thể phục vụ được quý vị. Đặc biệt là anh em thợ, nếu mà anh chị muốn đặt gia công thành phẩm thì chúng tôi cũng sẽ sản xuất lên những cái bộ cửa như thế này và giao toàn quốc cho anh em thợ. Anh em chỉ việc mua bộ cửa này về và lắp đặt nó lên cho khách hàng thôi. Về phần hoàn thiện, chúng tôi sẽ hoàn thiện từ A đến Z hết cho anh em thợ. Nên là khi mà anh em thợ đặt hàng thì anh em cứ yên tâm mà về cái phần kỹ thuật chúng tôi sản xuất rất là chính xác. Đó, bởi vì là công ty Diễn cũng đã gia công rất là nhiều nghìn bộ cửa rồi. Chính vì thế là anh em đặt hàng thì anh em có thể cảm nhận ở dưới, anh em có thể nêu lại cái cảm nhận của anh em ở dưới phần bình luận ở bên dưới. Bởi vì là không gì bằng thực tế, anh em đã từng nhận cũng như là những anh chị khách hàng đã từng nhận lại những cái giá trị của bên công ty Diễn thi công đó. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video của Diễn. Quý vị đang xem video nhớ like và đăng ký kênh của Diễn để không bỏ lỡ những cái video tuyệt vời từ Diễn Nhôm Kính anh chị nhé. Rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Tôi là Diễn Nhôm Kính.